quá, mạnh quá. Ok, và hello xin chào mọi người. Mình làm của Mấy TV đây. Hôm nay Ngọc đã quay trở lại rồi nè, đi làm thêm một video cho mọi người cùng xem. Và lần trước thì Ngọc đã vẽ thiên thần đó, nhìn ngây thơ trong sáng mà vô số tội đó. Thì hôm nay Ngọc sẽ nói tiếp phần vẽ thiên thần, Ngọc sẽ vẽ ác quỷ nha. Đó, thì trước khi bắt đầu video của ngày hôm nay thì nếu mọi quảng cáo từ 5 đến 15 giây thì nhớ sẽ quảng cáo cho Ngọc, ủng hộ cho Ngọc có thêm động lực làm thêm nhiều video hay cho cùng xem nha. Còn bây giờ thì không chần chờ gì nữa, bắt đầu ngay và luôn video nào. Let's go. Ok mọi người, bây giờ thì Ngọc sẽ bắt đầu vẽ nha. Thì Ngọc đã vẽ chút cái dáng rồi như mỗi khi thôi. Đó. Thì lần này ác quỷ mà Ngọc sẽ cho mascara rất là đậm. Đó. Đây. Đây. Vẽ con mắt nè. Mặc dù nói là vẽ cái dạng như vậy nhưng mà nó vẫn còn dư âm của anime mọi người đó. Thì Ngọc sẽ vẽ tới miệng nha. Trên mày này. Bây giờ thì Ngọc sẽ vẽ tóc à, tóc gì chúng ta không biết nữa. Có nhìn học sinh nghiêm túc và kinh khủng hơn đấy, thôi đấy. Mình thấy là mình nên cho tóc dạng mà mái chéo đó, nhưng mà chéo khác đó, chéo nhìn nó sẽ dư hơn. Trước kia nhìn nó nghiêm túc sao mọi người, nhìn nó hiền. Ác quỷ là phải dữ dằn lên đó. Đó. Ok, bây giờ Ngọc sẽ bắt đầu vẽ cái vòng cổ. Đấy, vòng cổ này nó sẽ như vậy. Ngọc sẽ cho sexy một tí đó. Nghĩa là mình nên cho cái này thẳng tóc gì nó nhìn sẽ xinh hơn. Bây giờ thì Ngọc sẽ tô lên cái phần con mắt này cho nó đậm nè. Rồi giờ Ngọc sẽ bắt đầu tô mắt. Bản quỷ kia này thì Ngọc sẽ cho là màu đỏ. Tương tự vậy thôi. Đấy. Tiếp tục là Ngọc sẽ tô tới là môi nè. Môi này là môi màu ạ. Hồng đỏ hả? Nếu mà tô môi dưới mà không tô môi trên thì nhìn cái môi của chúng ta nó hơi bị móm một tí. Đó. Ngọc sẽ tô tới lông mũi và da. Đó. Okay, bây giờ thì Ngọc sẽ tiếp tục tô những cái phần da còn lại đấy. Thì Ngọc vẫn sẽ tua. Hôm nay Ngọc đang tua đúng không? Đúng rồi. Đó, hôm nay thì Ngọc đang tua đó. Tua vậy thì nó sẽ đỡ nhèm hơn đấy. Tay màu đen dài dài ra. Áo này thì cho màu đỏ và em này thì chủ yếu sẽ là màu trắng đỏ đen thôi đó. Sẽ ít có màu khác chen vào. Không được không? Ok, bây giờ thì Ngọc sẽ tiếp tục tô đến cái phần này. À, cái phần trong cài được dắt đó. Đấy, tóc em này thì Ngọc cho màu nâu. Đó. Đầu tiên là mình Ngọc là cho màu nâu hạt dẻ mọi người. Đầu tiên thì Ngọc sẽ cho một cái màu nâu đậm như vậy trước đó. Rồi cho một cái màu nâu đậm hơn một tí. Đấy.
như vậy. Sau đó là mình cho cái màu nâu nhạt lên đây, màu nâu hạt dẻ mọi người nha. Đó rồi, giờ thì cũng sẽ cho thêm những cái sợi này vào. Sau đó là Ngọc sẽ bắt đầu vậy nha, sẽ cho thêm cái này nhìn nó hơi hói. Đấy, bây giờ Ngọc sẽ bắt đầu like cái phần tóc này nè. Sẽ cho đậm cái phần này lại. Và cuối cùng là Ngọc sẽ cho những cái phần tóc lưa thưa ra. Thế là Ngọc sẽ tô đậm này lại nè. Ngọc sẽ cho cái này. Đây, mọi người, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trang trí xung quanh. Thì phần này thì Ngọc mà chết sâu thì Ngọc cho mọi người xem đó. Vì phần này cũng nhanh gọn lẹ chứ nó cũng không có lâu lắc như là cái bức tranh này. Vẽ cái bức tranh hả? Có bạn nào thích ác quỷ không, nhớ bình luận cho Ngọc biết nha. Trời ơi, hả? Ngọc sẽ trang trí này hơi bị mệt tí. Hả? Dùng màu chỏ này, ngắm tô lên trên đây. Những cái này, ủa, cái này hơi bị mệt nha. Mệt thật, ấy tưởng không mệt nhưng mà thật ra là mệt không tưởng mọi người. Đấy. Cố gắng tăng tốc để nhanh con lẹ cho mọi người rồi. Ok. Đó. Đây đang ngắm chỉnh thêm một tí. Đó. Tiếp theo là Ngọc sẽ vẽ những cái lông vũ. Mấy cái lông vũ này rơi từ đâu ra nha. Đó. Thật ra lúc này Ngọc nghĩ là chắc là vặt cánh của thiên thần xong rồi nhúng mực đen vô đó ra cái lông vũ. Đó. Trong cái cánh người ta tích chứ sao được, đúng không mọi người? Đó. Đáng lẽ thì ác quỷ cũng có cánh nhưng mà ông không thích cho cánh thì ông không cho cánh. Đó. Không thích cho cánh thì không cho cánh thôi. Đấy.
cho thêm những cái phần này nữa. À, không thấy gì hết mà cứ cho đó. Ok mọi người, ok, đây chính là bức tranh của chúng ta trong ngày hôm nay mọi người. Ok thì ok, vlog hôm nay cũng đã dài rồi, mọi người thấy ngày hôm nay nè, bức tranh Ngọc vẽ gọi là em ác quỷ này đẹp, hãy nhớ để cho Ngọc like một share bằng cái, cũng đừng quên ấn cái chuông bên cạnh để mỗi lần Ngọc có video thông báo nhé, và cũng đừng quên xem không bán cáo cho Ngọc nè, từ 5 đến 15 giây thôi, ủng hộ cho Ngọc có thêm động lực làm thêm nhiều video này cùng xem nhé. Còn bây giờ thì Ngọc xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video lần sau, bye bye.